Em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục về một cái chậu. Chậu này có một cái tên hết sức là mỹ miều. Tên của nó là Mai Tâm Kỳ Kiếm. Tên chuẩn của nó gọi là Mai Tâm Kỳ Kiếm. Cây này được phát hiện ra ở tỉnh Hà Nam. Ở Lô Hội thì ở Hà Nam cũng có khá nhiều rừng núi và núi đá, thì cây này được phát hiện ra ở đấy. Nó là một cây và được đặt tên là Mai Tâm Kỳ Kiếm. Cây này em bán với giá là 800 một thân và 850 một mẹo một con. Cây này có thân thủ và lá rất là dài. Nó dài như giống như những dòng anh tím của Thái Nguyên ấy. Nhưng mà nó chuẩn của nó là xuất xứ từ rừng Hà Nam. Cái tỉnh Hà Nam thì các bác biết đấy. Tỉnh Hà Nam cũng có núi đá. Đây. Hoa đã nở rất là nhiều lần rồi. Đấy. Mặt hàng thứ hai hôm nay em về nữa là có một chậu. Hôm nay em về khá nhiều, đây có cả vị hoàng lá láng này. Tuy nhiên là giá cả giờ khá đắt, những thân này là tầm 3 triệu một thân các bác. Đấy, vị hoàng lá láng đây, những thân to như này, một chậu như này là 9 triệu cơ. Đấy, vị hoàng lá láng còn đây em có một chậu phan chí sần mới về này. Đấy. Chậu phan chí sần đã thuần và đang ở trong một cái chậu đất. Chậu đất này không tráng men. Đấy, chậu này em bán. Chậu này em có 3 thân, em bán với giá là 12 triệu. Cả chậu 12 triệu. Đấy, vị hoàng về khá là nhiều nhưng mà em trồng cho năm sau. Vị hoàng mùa này thì cây lá nó không được đẹp lắm đâu. Đây còn bên này là chí sần em cũng nhiều lắm. Đây còn một thân trắng điện biên, em bán 3 triệu. Đấy, trắng điện biên. Đây chí sần đây. Chí sần người ta đang mọc một mẹ một con này. Đấy, mẹ con này 5 triệu này. Chí sần mùa này cũng khá là đắt, tại vì chí lá nó lên thì chí sần nó cũng sẽ lên theo. Còn đây là Huế sần này. Đây là Huế sần. Còn đây có một thân chí sần này 4 triệu này, một mẹ một con. Cây đang phát triển khá là khỏe. Đấy, còn bên này cũng là chí sần. Cái này em bán 7 triệu thôi, 7 triệu. Còn bên này là phi điệp em đã những cái chậu con em đang tách ra những cái chậu to để em trồng nó hay. Đấy, để đợi chuẩn bị đón vào một cái mùa xuân mới nó đẻ con ra. Cái kỳ này năm sau em sẽ cho lằm xuống dưới này hoàn kích kỳ. Đấy. Đấy, anh em về khá nhiều vị hoàng. Đây chậu xanh Huế này thì 30 triệu này. Bên này vẫn là địa lan Trần Mộng Xuân, em bán là 9.000 một cân, đang nụ bao ship. Còn đây là địa lan Mạc Xuân, 6.000 một cân bao ship này. Đây Mạc Xuân em có rất là nhiều. Đấy, nằm giống rất là ok. Giá chỉ có 60.000 một cân bao ship. Đấy. Hôm nay em về cũng tương đối nhiều loại kiếm đấy. Đây cái những cái vòi bơm đa lăng này, chỉ có 10.000 một cái này, rất là rẻ này. Đấy, còn Trần Mộng đem cho chậu nhìn rất là đẹp luôn. Đây là các loại chậu gỗ. Đấy, chậu gỗ nhãn này, chậu gỗ nghiến thì giá nó cao hơn tí. Chậu nghiến thì nó làm đẹp hơn và nó cao hơn và chất liệu nó tốt hơn, bền hơn. Còn chậu gỗ nhãn này thì đây. Đây giá của nó là phi 20 45, phi 25 50, phi 30 60. Bên em cái bảng giá bên phải này là từ 10 cái trở lên mới được giá đấy và bao ship nhá. Còn bảng giá bên trái là nó đắt hơn. Các bác lên mua 10.000 10 cái. Còn đây là kiếm trắng Hạ Long. Trắng Hạ Long cây này được xuất xứ từ cái khu rừng núi của ở Quảng Ninh, thì người ta đặt tên cho là cây trắng Hạ Long. Trắng Hạ Long có một cái thân thủ nhỏ, xoăn vàng cánh bầu thì nó có phần nhỏ hơn nhưng mà lá nó dài hơn. Đặc biệt cái trắng Hạ Long này thì thân thủ nó bé và hoa nó cũng không to lắm. Đây, đấy trắng Hạ Long Quảng Ninh đây. Đây có nhỉ, đấy. Đấy, trắng Hạ Long Quảng Ninh. Đấy nó cũng có hơn một chút ngà ngà vàng. Cái thân lá của nó không giống bằng cánh bầu cho nên là được phân biệt với chạm. Lá của nó có xu hướng là nó mềm mượt và uốn lượn hơn. Đấy. Còn vị hoàng sần thì em vẫn bán 500 một thân thôi. Qua em vừa về chậu to tướng này. Đấy 500 một thân. Vị hoàng lá sần. Và giới thiệu qua các bác của vị hoàng lá sần. Khi các bác nhìn thấy chậu vị hoàng. Đây. Đây là bao hết lá này. Đấy. Bao hết củ. Để em phân tích cho các bác qua tại sao nó gọi là bao củ. Bao củ nghĩa là nó không lồi củ ra. Đấy, ví dụ như là ví dụ các loại cây kiếm khác như là điện biên hay cái gì thì nó không bao được hết củ. Đấy, bao củ như này. Ở cái lá của vị hoàng nó có những cái sọc mờ mờ, nó chạy
chạy vòng thân. Cái này là do là phun thuốc lấm nên là không nhìn thấy đây. Những cái sọc mờ này, những sọc này. Đấy, những sọc mờ. À, còn khi cái mầm bị hoàng nó cũng bẹp và nó tách hẳn ra bên ngoài so với cây. Người ta hay sử dụng xốp để căng lại. Đấy. 500 một thân. Còn xanh Huế giao hạt thì em bán là 60.000 một cốc. Bên này Phan Chí giao hạt là 70.000. Đấy, còn các loại dớn thì em vẫn thanh lý nhá. Vẫn là dớn cộng là 30.000 một cân bao ship. Đĩa dớn là 14.000 một cái bao ship. Bảng dớn 20-40 là 13.000 một cái bao ship. Đấy, trụ dớn là 9.000 bao ship. Trụ dớn 9.000 bao ship, bảng dớn và đĩa dớn đấy, mấy cái loại dớn này. Que cắm hồ điệp em bán là 30.000 bao ship. Đấy, que cắm hồ điệp 30.000 bao ship. Còn bên này than củi là 12.000 bao ship. Đấy. Còn vỏ thông em vẫn bán là 16.000 một cân bao ship, vỏ thông số 3. Những vỏ thông to này. Đấy. Còn vỏ thông số 2 là người ta hay trồng phi điệp đây, nó vừa vặn là làm cây phi điệp luôn. Vỏ thông số 2 em bán là 16.000 bao ship, còn phân dê là 15.000 bao ship. Đấy, còn đây các loại phân xanh của Mỹ này. 150 một cân này. Dao chặt gà trồng dính này 200 một con để làm Tết này. Dao chặt xương 220. Hùng Nguyễn này. Còn đây là các loại 30 10 10 các. Chậu giả đất thì em có chậu giả đất phi 21 đen là 6.000, phi 21 đỏ cũng 6.000. À, còn chậu giả đất 18 là phi 18 giả đất đỏ này thì em bán là 5.000 bao ship. Đây là còn chậu kín này, chậu kín phi 18 này là 4.000 bao ship này. Đấy. Còn đây là chậu phi 14,5 đen này. 3.000 bao ship này. Chậu này ươm kỳ tuyệt vời lắm. Chậu nhiều lỗ 3.000 bao ship. Nhiều lỗ 19 4.000 bao ship. Nhiều lỗ 21 là 5.000 bao ship. Còn đây là chậu 16 kín này. 16 3.000 bao ship này, chậu kín luôn. 3.000 bao ship. Phân cá Úc em bán là 30.000 một ký. Đây còn nhiều loại phân lắm. Cơm còn các bác. Bên này em còn ít đồ ngâm rượu. Em còn ít mắc mật này để quay vịt này. À, 100 một cân. Đảng sâm là 100 một cân. Sắp hết rồi. Táo mèo 50.000 một cân. À, lụ vối là 100 một cân. Đấy, em còn mấy loại đấy. Lưới Nhật là 140 một tấm. Lưới Nhật bãi. Còn đây là ly mài nhà kính khổ 4,2 mét, giá 70.000 một mét bao ship. Rồi. 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 Rồi.